Mình ơi! Mình ơi! Mình ơi! Ok. Ông về rồi đấy à? Thế tại sao nhà trên mình không ở mà mình lại xuống nhà dưới ở thế này? Tôi đi tìm mình mãi. Vì ông đấy. Em nhớ ông. Ở trên nhà trên em cô đơn lắm, thế là em lại phải xuống nhà dưới ông ạ. Xin lỗi mình. À, em có món quà này dành cho ông. Quà gì đấy? Mình phải bịt mắt vào, bất ngờ ông ạ. Ôi, bịt mắt lại ở nhà dưới nữa khiến tôi cảm giác thích phấn khởi. Đây, ông đi theo em vào đây. Ông không được mở mắt đâu đấy nhá. Đấy, bao nhiêu kỷ niệm lại đang ùa về trong tôi này. Đây, ông đi cẩn thận. Đây, đây. Ông ngồi xuống đây. Đây, ngồi. Đấy. Ông không được ti hí đâu đấy nhá. Này, thơm không, thơm không? Thơm, thơm. Món này hơi bị ngon luôn đấy. Ừ, rất thơm. Ấy là... Cái gì đấy? Không, không. Ủa, con muỗi nó đốt ngứa quá không ạ? À? Con muỗi nó đốt. Ôi, ngon không ông? Sao mình biết tôi về mà chuẩn bị kỹ càng thế này? Thì em là vợ của ông mà, cái gì em chả biết. Ngon không ngon? Thơm lắm. Ông ăn đi. Ngon lắm mình ạ. À, tôi cũng có món quà tặng mình đấy. Em có quà à? Nhưng mà mình cũng lại phải bịt mắt lại. Đây, để em tháo cho ông. Bịt mắt à? Mình quay lưng lại đây. Đây. Nhớ là không được tì hí đấy nhá. Rồi, em nhớ rồi. Sao? Ai đâu. Ôi, nhẹ nhàng thôi nhá. Mình kêu mà tôi lại thấy có cảm xúc rồi đấy. Đi, bây giờ ra trận quà ông nhỉ? Từ từ, nhưng mà không được tì hí đâu đấy nhá. Rồi, nào, em biết rồi. Để tôi dắt, không lại vấp ngã bây giờ. Nào, giơ chân cao lên nhá. Nào, đấy. Ông ơi, em hồi hộp quá ông ạ. Hồi hộp à? Đấy, ông tâm lý như thế còn gì nữa. Lần nào mà cứ đi huyện hay đi tỉnh về đó ông đều có quà cho em còn gì. Chỉ ông hiểu em thôi. Thế nhưng mà ông ơi, thế sao không tặng quà ở trong nhà mà lại phải ra ngoài nắng này làm gì hả ông? Mọi lần đã tặng ở trong nhà rồi, lần này nó phải khác gì. Mọi lần là quà nhỏ, lần này quà rất to luôn. Ui, quà to hả ông? Em thích. Em trời ơi, cứ cái gì to hả? Em thích không ạ? Thì nhưng ông sống với em bao nhiêu năm rồi, làm gì ông chẳng biết là em thích to. Đi ông, đi. Này sẽ có to, đi. Quà đây hả ông? To chưa? Cũng to rồi ông ạ. Chưa, cái này chưa to, còn to hơn rất nhiều. Thế à? Cái này nó là cau bé. Nó là cái cây thôi. Cây cau đây, quả đây cơ mà. Đâu à? Đây. Ôi, cái con gì không? Em đoán thử nó là cái con gì? Nó có lông thì chắc là con chó hả ông? Nhưng mà không phải không ạ? Con chó thì nó chỉ thấp thế này thôi. Cái con này nó lại cao mà. Như thế thì ông tặng ông phải tặng con chó thật to như này. Em mở mắt xem luôn ông nhá. Vừa to vừa đẹp luôn. Thế nào, khăn ơi, mở ra. Em mở ra ông nhá. Ôi giời. Đây, quà của bà. Đây, quà của bà đã to chưa? Quà này béo chưa? Bà thích không? Ông ơi, giờ thì ông trắng mắt ra chưa? Giờ thì ông tin con chưa? bao lời dịu dàng âu yếm của ông dành hết cho bà. Còn với con thì cứ mở mồm ra là ông quát. Ôi, mình đừng chạm vào nỗi đau của ông nữa. Xử đi. Xử. Ông có bảo con là mày xử đi ạ. À? Được. Hôm nay tao sẽ rửa nhục cho ông của tao nha. Cho mày biết thế nào là chim, thế nào là chuột. À! Mày thấy thế nào? À, vẫn chưa ăn thua hả? Ông ơi, thằng này nó muốn nói gì không ạ? Có cho nó nói không ạ? Còn cái con bà mày nữa đây này, hỏi nó xem nó có muốn nói gì nữa không. Ông ơi, em biết lỗi rồi. Em xin ông. Em cắn rơm cắn cỏ em lạy ông. Ông tha lỗi cho em. Ông tha tội cho em. Ông ơi, ông, thằng này nó muốn nói cái gì đấy ông này? Để cho nó nói. Đấy, mày nói đi, cho mày nói lời cuối. Mày đấm, mày đá, thậm chí mày cấu, thậm chí mày cắn cũng được đấy nhưng mà mày đừng có cù, buồn lắm. À, được rồi, mày không thích đấm đá đúng không? Kể cả cắt đúng không? Được rồi, tao sẽ cho mày toại nguyện. Yeah. Hey. Thằng Tháp đâu rồi? Tháp! À! Hay kì. Dạ, mày làm cái gì mà để bà gọi mãi thế? Bà cho gọi con. Thế mày bị điếc hả con? Làm sao bà gọi mãi mày không dạ thế? À, từ từ đã, bà cho con xin hớp nước đã. Con sắp khô khát, cháy cổ rồi bà. Đây, uống đi. Con xin bà. Nào, thế tình hình thế nào? Dạ, bẩm bà, là bà quên ạ? À? Bà bảo con đi đòi nợ mà. Ô hay nhỉ, quên là quên thế nào, làm sao mà tao quên được? Bây giờ tao muốn hỏi là tình hình như thế nào? Dạ, bẩm bà là con đi hết các nhà rồi ạ. Chỉ có mỗi nhà ông Xỉu với nhà bà Dần là đòi trả trước một ít. Chứ còn đâu những nhà kia là khất hết bà. Thôi chết nhỉ, cái bọn này làm ăn thế thì chết. Tết nhất đến nơi mà đòi được cứ vài đồng thế này thì ăn uống mẹ gì. Ôi giời ơi, mày á, nói với chúng nó là thế này này, từ giờ đến Tết mà không trả bà tiền đấy thì đúng mùng 1, nghe chưa? Dạ. Mày cứ sang mỗi nhà một canh giờ mày ngồi, mày đòi nợ cho bà, để xem chúng nó có mở mày mở mặt ra làm ăn được không, nhá? Dạ, thưa bà là thì Tết con còn phải về nhà ăn Tết với vợ con nữa chứ ạ? Ôi trời ơi, Tết nhất cái gì? Không ăn Tết lúc này thì ăn lúc khác, mày cứ đòi được tiền á, là bà có thưởng. Dạ thế à, thế thì con cố ạ. Dạ. Ờ thế chứ. Rồi. Ông về bà. À, cái gì mà ồn ồn ào ào thế? Chào ông ạ. À. Đòi nợ không được. Tết nhất đến nơi trả cho có bấy nhiêu thế này thì ăn uống gì? Ôi hay, vừa mới sáng ra mà hai bà con mày có cái gì mà cứ ầm ầm thế hả? Trời ơi, không ầm ầm á thì lấy cái gì mà bỏ vào mồm à? Ngủ như ông ấy có ăn cám. Thế những nhà ai trả rồi? Mỗi nhà Dần nhà Xỉu. Thôi, bà cũng không phải lo bỏ trắng răng nhá. Gươm năm hết Tết đến kiểu gì họ đã phải trả. Gươm không trả bà đấy có mà bà đến bà dỡ nhà. Ôi trời ơi. Lo cái gì? Ông cũng phải xem thế nào đi. Năm vừa rồi làm ăn chán quá. Đấy, tất cả do ăn ở đấy. Năm vừa rồi chả chịu đi đâu. Người ta đã bảo rồi, lộc bất tận hưởng. Đúng là sau người đàn ông bị thất bại là người đàn bà xui dại. Ai xui dại? Đây, tôi xui dại ông cái gì? Lúc nào cũng bo bo ở nhà. Người ta bảo là dâu hiền rể thảo. Rể thì đã thảo rồi, nhưng dâu nó có hiền đâu. Ăn cứ toàn ăn một mình thôi. Nhà nội có bao giờ bà mang cái gì bà đến bà biếu đâu. À, mà kể cả bên nhà ngoại luôn. Ông trí được cái sống nó phải thoáng, người ta bảo sởi đời đi chơi đâm cởi cho. Khi bo thì trời này co lại. Thế còn than vãn cái gì? Cho nên bây giờ tôi mới quyết định ra đây để bàn với bà về cái việc mà phải thoáng lên một chút. Này, sang năm có mấy việc phải nhờ ông Lý. Chính vì thế mà tôi biết ông Lý rất thích chơi đào. Đào à? Đào thì đơn giản thôi. Thằng Thóc, dạ, đi ra ngoài vườn chặt cho bà mấy cành. Cành nào đẹp thì mày chặt. Dạ vâng ạ, thoải mái. Con đi luôn ạ. Này. Dạ. Hai bà con mày có bị dở không? À. Sao dở cái gì? Bà cứ làm như ông Lý, ông dại lắm đấy. Rõ ràng cái đào nhà mình là đào ăn quả. Người ta chơi là chơi đào Tết, là đào cảnh ấy chứ. Đào cảnh? Đào cảnh ấy, đào cảnh như thế nào? Mà cái cụ Lý lại còn cái lạ nữa, được chơi rất kỹ luôn. Đào nó phải 3 tờ cơ. Đào 3 tờ á? 3 tờ là như nào? Không biết à? Không. Đào thất thốn thế. Thất thốn thế? Lại thế? Thế nó mới thế chứ gì. Hay nhỉ? Là thế. Tôi đã bao giờ nghe thế nào thất thốn thế đâu nhỉ? Thất thốn là có nghe, nhưng mà thất thốn thế thì là chưa nghe bao giờ. Ôi trời ơi, thất thốn thế, nghe cái tên nó thấy thốn rồi. Chính vì nó thốn nó mới thế. Mà bà làm sao mà bà biết được? Có chịu ăn chịu chơi gì đâu. Cứ giữ ở nhà, giữ hầu bao ấy. Nhưng mà ông nói thế nào á? Hôm trước á, tôi gặp bà Lý ấy, bà ấy bảo với tôi là bà ấy thích quất cơ mà, có phải đào đâu. Mà bà này cũng là chơi lắm. Quất mà phải chơi đúng cái hàng quất lâm cơ. Ta có cầu. Quất lâm là thế nào? Tức là quất ở trên đường lâm ý. Quất ở trên đấy nó mới đầy đủ quả xanh quả vàng, đầy đủ lộc. Ông hiểu chưa? Có cả quả đấy, cả hoa và cả lộc, đúng không? Đúng rồi. Gớm thì ở chỗ nào mà quất nó chả thế. Ông cứ nói thế, tại sao người ta phải dùng cái từ quất lâm? Đúng rồi đấy, chính vì tôi cũng nghe bảo là năm nào hai ông bà cũng tranh luận nhau, người thì quất người thì đào, bây giờ cũng năm nào cũng cãi nhau. Thế bây giờ là bà một kiểu mà ông một kiểu thế này thì bây giờ tặng thế nào? Hả? Thôi tặng quất đi. Tặng đào. Tặng quất. Tặng đào chứ. Tôi đã nói là tặng quất mà lệnh ông không bằng còng bà. Ông hiểu chưa? Quyền toàn quyền ông ấy quyết cả, thế nên tốt nhất là đào. Thôi, ông bà cứ cãi nhau thế nhỉ? Khổ quá. Theo ý kiến của con nhá, là tặng cả hai. Ông đi mua đào, còn bà đi mua quất. Thôi, ông bà đi tìm đi, không thì nó hết đấy ạ. Hay. Thế bây giờ mày là chủ hay là tao là tớ? Dạ con quên mất. Dạ ở gần ông bà nhiều con lại lây cái tính đấy ạ. Mày ấy đi theo ông. Dạ. Hiểu chưa? Dạ vâng ạ. Cây đảo thì nó nhẹ nhàng. Bà ấy là đàn bà con gái nhá. Con bây giờ đi theo bà, bê quất cho bà nhá. Còn ông là đàn ông khỏe, cái đào là cái gì đâu, ông bê gọn luôn. Bà không phải đi theo nhá, bà tự khắc bê được nhá. Mày đi theo ông. Dạ. Trái bà đánh chết. Dạ vâng. Không nói nhiều. Nào, không đưa tiền mua đào kiểu gì? Sứ này sầu thế này, thế này đây, cầm gần này. Lại có người bê quất hộ rồi gì? Có rồi. Thôi, ta đi con. Vâng ạ. Đi để giữ cái mồm đấy con nhá. Dạ vâng. Tết năm nay no đủ. Ôi giời. Ôi giời. Mình ơi, mệt quá mình ơi. Lại làm sao? Tết nhất đến nơi rồi. Ôi giời. Nắng quá, đi cấy về mệt quá. Ô, mình ơi. Sao? Sao nhà mình lại nhiều đồ Tết như thế này hả mình? Chờ ông hỏi cái câu này xong ấy, khéo là hết Tết rồi đấy. Ô, tôi nhớ là lúc tôi đi làm đồng, đã làm gì có cành đào, đã làm gì có bánh chưng. Mình ơi, sao ở đâu tự dưng lại mọc ra bộ bàn ghế đẹp thế này? Thì đúng rồi, tôi làm ra đấy. Mình làm ra? Ừ. Mình làm thế nào mà ra được cả bộ bàn ghế, lại còn ra cả bánh chưng với cả cành đào nữa. Tôi đi làm từ sáng đến giờ đói meo cả bụng này mà có ra cái gì đâu. Mình khác, tôi làm công việc khác, kiếm ra nhiều thứ hơn. Mà nói thật ra, cụ Lý cho đấy. Cụ Lý cho á? Ừ. Ô, cụ Lý tốt nhỉ? Sao cụ Lý lại cho mình? Thì khổ lắm, cụ Lý thấy nhà mình nghèo, thấy tôi chăm chỉ vất vả, cụ Lý thương, thế là cụ Lý cho đấy. Thế à? Ừ. Cụ Lý bảo là nhà mình nghèo, cụ Lý cho à? Mình ơi, để tôi mang bánh chưng với quà này sang bên nhà thằng Tuất với thằng Dần cho chúng nó, bởi vì nhà nó cũng nghèo như nhà mình nhá. Ừ. Ở đâu ra mà làm của thế? Tôi làm vất vả mãi mới được đấy. Của đâu mà cho, thóc đâu mà đãi gà. Tôi làm vất vả được một ít thế này, ông lại mang đi cho. Đúng là cái đồ ngố. Ừ. Cụ Lý tốt như thế. Thế để tôi sang tôi cảm ơn cụ Lý nhá. Không cần, tôi cảm ơn rồi. Không cần đâu phải cảm ơn đâu nhá. Ừ, mình cảm ơn rồi à? Ừ. Thế thì để tôi sang tôi bảo thằng Dần với thằng Tuất là cũng bảo vợ nó sang làm cho cụ Lý, rồi cụ Lý lại cho nhiều quà, cho bánh này, cho cành đào này, cho cả bộ bàn ghế nữa. Không ai vạch áo cho người xem lưng thế cả. Vạch áo cho người xem lưng, sao mình lại xui tôi thế? Tôi đi làm về bẩn đã tắm đâu mà vạch cho người ta xem, người ta lại cười cho. Mà đấy, nói thôi mình đi tắm cho tôi nhờ nhá. Mặt mũi kiểu lem nhem, người thì bốc mùi hôi ra. Đi tắm đi, xong rồi còn trông ngà. Để tôi đi làm tôi kiếm tiền, rõ chưa nhá? Đi tắm đi. Mình đi làm bây giờ? Thì phải đi làm kiếm tiền chứ, mình ngố thế này làm ra tiền mấy đâu. Nhưng mà đang nắng lắm, đi làm về lại ốm đấy. Không sao, tôi chịu được. Thôi, mình dậy mình đi tắm cho tôi nhờ, cái đi tắm luôn đi. Rồi trông nhà cho tôi, dậy, đi luôn. Nhanh. Thế mình chịu khó đi làm nhá. Mình đi làm còn được nhiều quà, nhiều bánh. Tôi đi làm từ sáng đến giờ, chả có cái gì vào bụng cả, đói lắm. Thôi, đi tắm đi, nhanh lên nhá. Tôi đi nhá. Ừ. Đúng là chồng ơi là chồng, ngốc lắm cơ. Ông ơi, con mệt lắm rồi ông ạ. Rõ ràng là con thấy là ông con mình đi qua mấy vườn đào toàn cây đẹp, mà ông có vào xem đâu ạ. Cứ đi thế này thì bao giờ mới đến nơi ạ? Thế mà mày sinh ra cái giờ hỏi đấy hả? Dạ không ạ. Mày hỏi gì mà hỏi lắm thế? Dạ. Mà ông đã dặn cho mày bao nhiêu lần rồi? Ngày Tết mày đi sắm đồ mày phải vui vẻ, mày tươi cười đấy chứ. Mặt mày cứ khó đăm thế hả? Dạ. Qua mấy cái vườn đào kia là đào bình thường. Ông là ông đi chọn cái loại đào thất thốn cơ mà. Dạ. Đào thế thất thốn, con hiểu chưa? Dạ vâng. Mà này, quên ông không hỏi, lúc nãy trước khi đi là bà gọi riêng mày ra nói cái gì? Đấy ông ạ, chính vì thế nên là con mới thắc mắc với ông ạ. Lúc mà ông con mình đi ấy, bà bảo con là hôm nay ông chọn cây đào như thế nào thì về kể với bà y nguyên như thế. Ví dụ nhưng mà bây giờ ông sẽ chọn một cây đào nó biết nói thì liệu mày về mà có kể với bà không? Ô kể chứ ạ. Ôi, cái cây đào mà biết nói hả ông? Cây đào biết nói hay như thế thì con phải về con kể cho bà chứ ạ. Này, mày có muốn ăn cả cái ba to này vào mồm không? Dạ ông ơi. Dạ không ạ. Ông là người nuôi mày nhá, lo lắng cuộc sống cho mày, mày phải bênh vực ông chứ. Dạ vâng ạ, con quên mất ạ. Nhớ chưa? Dạ con nhớ rồi ạ. Bây giờ ông giao nhiệm vụ cho mày thế này nhá. Dạ. Mày ngồi trên cái cục đá kia nhá, quan sát. Khi nào mà có biến, mày nhớ để đánh động cho ông biết. Bằng cách là thế nào, mày biết không? Đào bà đào đến. Hiểu chưa? Dạ con nhớ rồi ông ạ. Nhớ cho nhắc lại cho ông xem nào. Ví dụ như có biến. Bà đào, đào bà đào, đào bà. Tốt chưa ông? Đấy, cái ngoan này, cái gì mà chả có. Dạ, vâng ạ. Ông lại thưởng. Nhớ là các cụ bảo rồi, ăn đã vậy thì múa gậy làm sao. Dạ vâng. Trông cho cẩn thận nhá. Ông cho. Dạ, con xin ông ạ. Dạ, con ra kia con ngồi đấy ạ. Ừ, đi thôi cái gì đấy. Đấy, phải công nhận có cái này cái này, sai bảo nó dễ hẳn đấy. Ừ, nó ngoan như cún luôn. Ai đấy? Ôi, ma đây. Hết cả hồn. Hiến chờ anh có lâu không? Ông làm em đợi lâu quá, em đi về đây. Ấy, bình tĩnh làm gì, nóng thế. Ông phải đi đòi nợ chứ thì mới có tiền để cho Hế ăn Tết chứ. Ông đi đòi nợ à? Ừ. Thế ông trả nợ đi. Này, riêng ông nhá, cả cái làng này nợ ông không bao giờ phải nợ bố con thằng nào hết nhá. Không phải là nợ bố con thằng nào, mà là nợ Hến. Nhỉ, nợ Hến thì có mà nợ cả đời ấy. Còn Hến thì cũng nợ ông, trả nợ ông đi. Tí nữa. Tí đấy thì trả luôn thì chứ cần gì đây. À, mà này. Năm kia thì ông hứa với em là năm sau ông sẽ cho em về làm dâu. Xong năm ngoái lại hứa là năm nay. Xong rồi đến năm nay thì định đến bao giờ đây? Yên tâm, sẽ có một ngày không xa. Hến hiểu. Cái mụ cầm chìa khóa két rồi, bây giờ đuổi mụ đi thì đưa Hến về thì có mà ăn cháo à. Nháo. Từ từ để ông lừa, ông lấy được cái chìa khóa két. Sau đó thì ông đưa Hến về, chúng ta sẽ sống trọn đời hạnh phúc với nhau. Của em đâu? Cả đời ông mà lo cho được cái gì, mấy cái đồng ấy ra cái nhanh, gì nhanh đâu. Nào vừa mới đòi về đây còn đẩy đẩy. Từ từ anh sẽ trả nợ Hến đi mà, Hến trả nợ anh đi nào. Rồi tình cảm cái ôi nào, từ từ ôi trời ơi. Ông ơi, bà đào bà đào ông ơi, kìa bà đào chết rồi. Không hiểu sao bà đi đây. Đến dạo mà ngất đi. Nhưng mà em có biết làm sao đâu mà ngất. Ngất thì đấy có cách. Ôi trời ơi. Tỉnh lại đi. Ôi trời ơi. Trời ơi. Không làm cái gì thế hả? Ôi trời ơi bà. Ôi trời ơi! Ông làm cái gì thế này hả? Tôi chết rồi. Ôi trời ơi, con này thì no đòn rồi. Sắp thăng rồi, khổ quá chết đuối. Tôi đi kiếm đào thất tốn đi qua đây, thấy cô này xuống dưới này thì vặt hoa súng về để bày Tết như thế. Thế là bị chết đuối. Ôi trời ơi, khổ quá thế này. Đi đâu, ông cứu đi. Bố người ta có người chết đuối. Bố người ta. Ôi trời, làm loạn lên. Năm hết Tết đến mà kêu người chết đuối nó rông cả năm. Ôi trời ơi. Mà thôi ông xem ra. Ông làm như thế thì bao giờ mới tỉnh để tôi. Nào cái nào. Lùi ra. Ôi thối thế rồi. Ôi tỉnh rồi. Ôi mình chưa tỉnh rồi. Ôi mình giỏi quá. Mình giỏi thật đấy. Tỉnh rồi. Ôi giời, để tôi chăn nào. Rồi nó bảo ngất mình còn mở mồm nó nói thối quá. Nhưng mà mồm bà thối, em không thể chịu được thối lắm. Đấy mới hiểu cho anh bao nhiêu năm rồi, có chịu được đâu. À mình ơi, thế là đã cứu được cháu nó tỉnh rồi. Mình đã làm phúc rồi, thế ta đi về đi nhỉ. Thôi nhá, đủ rồi nhá. Diễn kịch như thế là đủ rồi nhá. Tưởng qua được mắt bà. Thích mèo mả gà đồng không? Nhá, chết đuối cái gì? Cái ao này làm sao mà chết đuối được? Hả? Chết đuối bằng người khô kìa. Thế mà chết đuối à? Không làm như bà không biết đi, đừng qua mặt à. Khổ quá, nhưng lên đây nó là khô rồi. Con kia, thứ nhất là đưa tiền đây cho bà. Tiền nào hả? Tiền đằng sau lưng mày ấy. Đưa đây. Tôi đấy rồi. Đây. Phạt tiền của tôi đấy. Đưa đây. Thứ hai ấy, là đưa tư lệnh của ông đây. Ôi giời ơi. Đây. Thứ ba là chết cái ta. Tôi rồi, ôi rồi, ai rồi, ôi 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 rồi, này, ôi rồi, này, cởi làm cái gì thế? Ở đâu lại ra đây thế? Lồng lộn lên. Nhưng mà điên lắm, rồi hồi lão ấy dám đi cặp bồ, mà lại còn mang tiền đi cho gái cái chứ lị. Tết nhất thì đến nơi rồi, nợ thì không đòi được, điên ơi là điên. Lão ấy cặp bồ thì kệ lão ấy. Mình đang vui vẻ tự nhiên này cứ lồng lộn lên. Sao mà tức lắm? Tức biết là tức rồi, nhưng mà anh bảo này, tức giận là kẻ thù của sắc đẹp đấy. Phải đấy. Nhân tiện cái cơ hội này mình về chơi tiếp. Ừ đấy. Về nhà anh mình lại tiếp tục vui vẻ nha. Hai người đi về đó. Tôi đi tìm Quất. Tìm Quất. Đi tìm Quất thôi. Hóa ra bây giờ tôi mới hiểu một điều. Tôi thì đi tìm Đào, còn bà đi tìm Quất đúng không? Cái Quất đây đúng không? Thứ nhất là cái Quất đây. Thứ hai là cho tôi mượn cái gậy. Cái Quất đấy phải không? Quất này, Quất à, mày Quất à, mày thích Quất à? Chưa đến Tết đã Quất vào ông à? Trời ơi, ông thì chơi Đào, bà thì chơi Quất. Ông này ăn chả, con bà thì lại ăn nem. Hại não lắm. Được đi thịt mõ đấy. Thầy. Dạ. Con chào thầy ạ. Dạ. Chào con. Dạ vâng. Ô, thầy nói đã thống nhất là bây giờ thầy chuyển sang y tâm lý rồi cơ mà. Cáo lỗi bác ạ. Báo cáo là bây giờ thầy ấy thì thầy không rút lưỡi, thầy cũng không bẻ nắn, thầy cũng không nữa. Bây giờ thầy gọi là tâm lý. Dạ. Vâng ạ. Bẩm với thầy ạ, con có nghe thằng Ngõ nó thông báo rồi ạ. Dạ. Con có nghe là thằng Ngõ nó giao ạ, tay nghề của thầy rất cao nên là con ước ao là được thầy chữa trị. Ơi rồi, nhìn cái đầu kìa, cái cổ rụt này, cái bụng to như thế này ấy. Thế là mệt rồi. Mệt là như nào hả thầy? Tức là cái này khó chữa đây. Khó chữa tức là con bị yếu sinh lý. Ôi giời ơi, thầy giỏi quá, thầy vừa nhìn một cái là thầy đoán đúng bệnh của con. Dạ. Bẩm với thầy ạ, con là phú ông ở thôn lớn bên phía Nam ạ. Dạ, con làm nghề buôn phấn ạ. Buôn phấn tốt. Dạ, nhà không có gì ngoài tiền. Quá tốt. Nhưng mà con lại có mới lấy một cô vợ rất là xinh xắn, dung nhan thì tươi tắn, đang độ xuân sắc nên là rất nhiều thằng nó xốn sang. Rất nhiều thằng xốn sang? Vâng ạ. Ô, thế có nghĩa là ở đó nó là sinh hoạt tập thể à? Khổ, thầy chưa hiểu ý con. Hiểu. Tức là như thế này đi. Dạ. Tức là vợ anh xinh xắn tròn trịa như thế này. Dạ. Thế còn anh ấy thì lại yếu sinh lý như cái ngọn đèn lay lắt thế này. Thế mà hàng xóm nhà anh ấy lại khỏe mạnh hừng hực như thế này. Thì anh chỉ sợ rằng là hàng xóm nó lại nhòm ngó, nó va chạm thì có đúng không? Dạ đúng ạ. Chính vì thế con mới tìm đến thầy để thầy làm cách nào ấy là cho dù mấy cái thằng hàng xóm này nó có nhòm ngó, nó có thèm thuồng thì nó cũng không làm gì để Không làm gì được vợ anh là được đúng không? Dạ phải ạ. Yên tâm, tôi giúp. Cái nhà chị này nhỏ mà có võ. Thầy làm em cứ cuồn cuộn, em như chết đi sống lại. Nhà chị này, lúc nãy sôi nổi quá, tôi suýt nữa thì rút lưỡi nhà chị bỏ quá cho. Nhưng mà thầy đểu lắm, thầy lại đi nói nhà em là bị giang mai, làm cho trai ở trong làng không ai dám bén mảng đến gần em. Chả vậy, đấy là ý của anh chồng nhà chị đấy. Anh chồng nhà chị không muốn bất kể một trai tráng nào tơ tưởng đến chị. Thế còn việc của thầy với chị là thầy làm phước, thầy cho đi đấy. Thầy về đấy. Vâng, thầy về ạ. À mà thầy ơi, em bảo này. Còn gì nữa? Chồng em không bị giang mai đâu, mà người bị giang mai ấy là em. Hả? Ôi, ôi trời ơi. Cái gì thế hả cô Liễu? Bác Mùi ạ. Bác ơi, bác đi từ đâu ra đấy ạ? Cô này hỏi buồn cười nhờ. Tôi đi từ nhà tôi chứ đi đâu. Ôi, em biết là bác đi từ nhà, nhưng ý em hỏi là nhà bác là từ đâu ạ? Thì cô hỏi rõ. Nhà tôi là tôi đi từ trong nhà, tôi đi ra đến cửa, tôi cửa ra ngõ, ngõ rồi ra đến đường, rồi đường tôi đi đến đây gặp cô. Ồ, thế là từ nhà bác đi ra tới đây là bác gặp em luôn. Bác không gặp chồng em à? Ôi, cái cô này, ôi, đầu năm nói năng như thế này rồi đừng mang tiếng mang tai cả năm đấy. Không, ý em hỏi là bác có nhìn thấy lão chồng em không? Lão ấy đi rượu chè từ đêm qua đến giờ chưa thấy về bác ạ. Tưởng chuyện gì cô ơi, đàn ông Tết nhất phải để cho người ta đi chúc Tết chứ nị. Thăm họ thăm hàng hang hốc chứ làm sao cứ phải dính vào với nhau. Ôi giời ơi bác ơi, cứ bảo là đi chúc Tết họ hàng, không biết là họ hàng hay là ra nhà con hến cũng đền đấy. Cô có cứ nghĩ mình có chồng mình phải tin chồng mình chứ, tại sao lại như thế? Trời bác ơi, tin tưởng cái nỗi gì. Em đây này, chính vì tin chồng mà bao nhiêu lần nó cho em mọc cái sừng dài như thế này này. Bác ơi, đàn ông bây giờ ấy là không tin được đâu bác ạ. Cô đừng có mà ăn nói để vô đũa cả nắm như thế. Chỉ có chồng cô như thế chứ có phải chồng thiên hạ ai người ta cũng như thế đâu. Trời ơi bác ơi, bác hay thật. Bác cứ nói thế, bác ấy, bác mà cứ tin chồng ấy là chết đấy. Tôi nói cho cô nghe, chồng tôi á, tại sao tôi lại không tin? Chồng tôi nhá, cực kỳ là thủy chung, son sắt nhá, mà đi đâu nhưng mở miệng ra cũng là khen là có hiếu với vợ lắm. Trời ơi, thế chồng bác bảo là có hiếu với vợ à? Trời ơi bác ơi, bác bị nói đều rồi. Cô này, đều là đều như thế nào? Thế bác có biết là có hiếu với vợ tức là coi vợ như là cha là mẹ đúng không? Đúng không? Thì có nghĩa là chồng bác bà bác già đấy. Bà bác già như này cũng bằng tuổi mẹ cũng đúng thôi. Cô duyên quá nhỉ. Dạ em xin lỗi ạ. Đâu, ý em nói là bác ấy là bác có tuổi rồi, mà bác trai nhà mình nhá, duyên lắm. Cứ thủ tha thủ thỉ ấy, trông thế thôi, tầm ngầm đấm chết voi đấy. Ôi giời ơi, cao có 1m1 thì đấm chết thế nào được voi mà cô. Bác hay thật. Em nói một, bác phải hiểu 10 chứ lị. Bác phải biết rằng ấy, bác trai nhà bác ấy là đang độ hồi xuân, mà bác ấy duyên như thế, bác ấy chỉ cần nói thủ thỉ thôi là bọn gái thích mê. Chết nhỉ. Mà còn chưa kể nhà bác nhá, có của ăn của để, gái nó bảo bầu vào hết đi chứ đùa đâu. Thế à? Ôi, tự dưng tôi lại thấy sốt hết cả ruột lên. Có khi thế thật cô ạ. Đợt này á, lão ấy cứ đi sớm về muộn, mà đêm nào về á, mồm cũng đầy mùi rượu ra. Ôi thôi chết rồi, uống rượu. Ôi, bác phải biết rằng nhá, có thể là bình thường bác trai hiền lành ít nói này, có khi trò cũng chẳng thèm ấy, nhưng mà rượu vào, có tí men vào là thành con người khác luôn đấy. Ôi giời ơi, tự nhiên tôi sốt ruột quá, không thể để cái tình trạng này như thế được. Mà cô này, làm sao mà phát hiện được nhỉ? Ôi làm sao mà biết được ma ăn cỗ lúc nào. Thế cái khoản đấy như nào bác? Ôi, đấy cô nói tôi mới lại càng nghĩ ra đây này. Dạo này chán lắm cô ạ. Rồi ôi hờ hững, tôi cứ hỏi thì lại bảo là tại vì tôi uống rượu, tôi mệt, tôi không muốn. Đấy cô xem. Đúng rồi bác ạ, cái khoản đấy thì mặc quần áo cái là xong. Nhưng mà khi mà về mình phải kiểm tra từ quần áo trở đi xem có cái gì lạ không. Cái gì lạ à? Ừ. À, phải cả như thế nữa à? Phải thế chứ, từ cái nhỏ nhất cho em. Rồi rồi, tôi nhớ rồi. Bây giờ tôi đi về nhà đây. Có cái gì là báo cho tôi nhá. À vâng ạ. Ôi tôi sốt ruột quá. Vâng ạ. Ôi tôi chết rồi. Cứ mải chồng bà ấy mà quên mất chồng mình. Ôi trời ơi. Chồng ơi! Chồng ơi! Chồng ơi! Bạc đầu thì có sao đâu. Sống không đạp máy, sống lâu làm gì. Ôi giời, ôi giời. Ông đi đâu về? Mình đây à? Ôi giời, nhìn chán chưa? Mình đây à? Mình hỏi tôi đi đâu thì còn đi đâu được nữa. Đầu xuân năm mới, mùng 1 Tết cha, mùng 2 Tết mẹ, mùng 3 Tết bè. Bè nào? Còn bè nào được nữa. Bè là những người cùng tôi bao năm rồi mài kinh sử. Bao năm đèn sách tựa kề bên nhau. Người thì đỗ đạt làm thầy, người không đỗ đạt thì làm ruộng. Còn tôi vẫn là người bình thường. Gấm. Người đỗ đạt làm thầy thì vẫn một vợ, người thì 2-3 vợ, còn tôi vẫn cứ một vợ thương yêu. Thôi đi. Ông thôi đi. Không. Thôi là thôi thế nào? Không thôi được chứ. Tình yêu tôi dành cho mình không thể thôi được. Ôi ơi. Ôi ơi. Này, nếu có thôi thì mai hãng thôi nhé. Còn hôm nay thì làm sao mà thôi được. Ôi ôi. Yêu đương cái gì mà mình cứ bảo là mình yêu thương tôi. Nhưng mà tôi thấy ấy, giọng này mình chảnh mảng lắm. Chảnh mảng này chảnh mảng thế nào? Tôi nói như mình biết nhé. Lúc nào tôi cũng yêu thương mình. Yêu hết lòng luôn. Một năm có 365 ngày thì tôi đã yêu mình hết 362 ngày. Chỉ xin có 3 ngày Tết thôi. Mà người ta bảo rồi, đầu xuân năm mới. Đầu xuân năm mới là phải kiêng. Mùng 1 sớm mai, mùng 2 đầu tháng phải kiêng mình ạ. Kiêng không thì nó rông cả năm đấy nhá. Mà mình đứng im đi, mình đừng lắc nữa. Tôi chả tin đâu. Sao lại chả tin? Mình không tin tôi thì mình tin ai? Đã bảo đừng lắc nữa, chóng mặt lắm. Mình ơi. Gì? Mình đưa tôi về. Tự nhiên tôi thấy con đường này nó cứ chia làm đôi, không về với mình được. Nào bây giờ muốn đi về cái gì? Nào thế đứng yên đây để tôi kiểm tra. Có nào. Gì đâu mà phải kiểm tra. Tôi kiểm tra xong tôi sẽ cho vào. Nào. Đây. Đứng yên. Khổ quá đi, yên được còn gì nữa. Giơ cái tay lên. Đây là cái tay à? Đây là cái tay à? Hả? Giơ cái tay lên. Giơ chân phải lên. Này, giơ hai tay mà giơ chân phải hơi khó nhá. Giơ chân trái lên. Giơ chân nào? Giơ cả hai chân lên. Ôi ơi, này mình ơi. Giơ cả hai chân lên thì đứng bằng chân nào? Ông đứng bằng chân nào? Bằng xác ông. Ừ. Cái chân đấy đứng ngã đấy. Chết rồi, đứng yên. Ôi trời ơi. Chết làm sao được. Ôi trời ơi. Cái gì đấy? Cái này là cái gì? À. Ôi trời ơi, sao lại có sợi tóc dài như thế này? Sợi tóc này của ai? Tóc trên người tôi thì đương nhiên là của tôi. Là của ông mà ông nhìn ra ông có cái sợi tóc nào dài như thế này không? Ôi trời ơi, nó dài như thế này cơ mà. Này, dài như thế này chỉ có tóc của phụ nữ thôi. Chứ tóc tôi ngắn thế này thì làm sao mà dài được nhỉ? Này chỉ phụ nữ này chỉ phụ nữ này. Này mình ơi. Mình ơi cái gì? Đứa nào vừa đấm vào mắt tôi đấy. Trời ơi, bao nhiêu lâu nay tôi tin tưởng ông. Tôi chả bao giờ nghi ngờ cái gì cả. Tôi cứ nghĩ rằng ông một lòng một dạ với tôi. Hóa ra nhá, rồi ôi, sảnh ra một cái là đi tòm tem. Trời ơi, này thì chết đây. Này tòm tem này. Mình nghe đứa nào nó đấm vào mắt tôi là mất cả hình của mình luôn này. Ông chết ơi. Mình ơi. Ông dám coi như là tòm tem này. Tòm tem này. Ông chết với tôi. Ôi trời ơi, đúng rồi. Mình ơi. Ôi trời, mình ơi, cứu tôi với. Ông chết với tôi. Ôi mình ơi. Cứu tôi với, mình ơi. Mình ơi, mình thương tôi, mình ơi. Thế thì cái chuyện hôm trước như nào hả bác? Đúng như là cô nói. Đấy rồi. Ôi tôi kể cho mà nghe. Tôi về tôi bắt nhá. Giơ tay trái lên, giơ tay phải lên. Vâng. Giơ chân trái lên, giơ chân phải lên. Thế bác ơi, giơ cả hai tay hai chân thì đứng bằng gì ạ? Đứng bằng gì kệ xác ông ấy. Sau đấy thì tôi mới kiểm tra. Thế cô thấy gì không bác? Một sợi tóc. Một sợi tóc. Tôi điên quá, ba máu sáu cồn mà tôi mới hỏi cho lại không trả lời được. Thế là chối, hiểu chưa? Thế là cô ấy, tôi đấm cho cô coi như là tím tái mặt mày. Bác đấm luôn, tôi đấm luôn. Thế đấm. Cô dám bật bác không? Dám bật, tôi mà đã đánh thì làm sao mà dám bật được. Phải thế chứ lì. Nhưng mà sau thấy rằng là bơi quá. Thật ra đây là lần đầu tiên tôi đánh chồng đấy. Lần đầu tiên? Bác nói thế nào chứ em thấy thiên hạ đồn bác suốt ngày đánh chồng mà lị. Cô cứ đi nghe cái đồn thổi của mấy đứa thối mồm đấy. Tôi là hơi bị hiền từ đấy. Tôi nói thật nhá, chỉ vì mỗi cái tội gái mú này tôi mới đánh thôi. Chứ cô nghĩ mà xem nhá, kể cả là cờ bạc, rượu chè thì thôi cũng bỏ qua được. Nhưng mà đã dính vào gái mú là không thể bỏ qua. Đấy, bác nói chuẩn. Thế mà... Nhưng mà sau này thì hóa ra là tôi nhầm. Ôi sao lại nhầm? Rõ ràng cái sợi tóc sờ đấy nhầm là nhầm thế nào ạ? Khổ ghê cơ. Nó lại là sợi tóc của tôi. Sợi tóc của bác? Hóa ra lúc đứng gần đấy cái gió nó thổi tóc của tôi nó rụng xuống, nó mắc vào cổ áo ông ấy. Ôi trời ơi, tôi đánh ngoan đồng ấy đấy. Khổ. Nhưng mà thôi, em bảo lại bác ơi, đánh nhầm còn hơn bỏ sót. Phải đánh nhầm như thế cũng được, để cho mà lão biết mặt. Cấm có bao giờ có cái ý tưởng là vớ vẩn léng phén với đứa nào cả. Đúng, coi như là răn đe bác ạ. Răn đe. Vâng. Thì tôi cũng nghĩ thế. Đấy. Thế còn cái chuyện hôm đấy chồng cô thế nào? Tìm được không? Ôi trời ơi. Em tưởng chồng em trốn ở đâu. Hóa ra là trốn trong gầm giường. Sao lại chui gầm giường? Thế mới thành chuyện để nói. Em bảo ra đây. Lão bảo nhà này là nhà của bố mày. Bố mày thích nằm đâu, bố mày nằm. Trời ơi. Ba máu sáu cơn. Điên tiết lên á. Em cầm cái đòn đánh á, em khua em đánh cho tơi bời luôn. Thế à? Đấy, bác xem, sĩ diện lắm cơ. Chết vì cái tính sĩ diện đấy. Nhưng mà nghĩ cũng thương cô ạ. Tết nhất thì bị ăn đánh. Ôi trời ơi, thương thì thương bác ơi. Này, em bảo bác, đánh nhầm là còn hơn bỏ sót. Nên là ấy, bác trai bác ấy đã một lần bị bác kiểm tra như thế rồi, sẽ chủ quan, sẽ nghĩ rằng bác không kiểm tra nữa. Thế nên là từ giờ trở đi ấy, bác cứ phải cẩn tắc vô ấy nấy cho em, kiểm tra liên tục. Cô nói rất hay đi này. Đấy. Rất là bà Lý đi đấy. Ôi bác ơi, thế là nhà bà Lý cũng có chuyện à? Đấy mà em biết ngay. Cái ông Lý đấy á, mỗi lần mà nhìn thấy em đi này, mắt cứ la mày lém ấy, nhìn cứ tơn tớn lên như thế này này. Không phải. Dạ. Ý của tôi là thế này, lời cô nói rất chi là có lý. Có lý. Ôi trời. Bác này, bác còn chơi chữ với em nữa. Đấy, mà thôi, em xin phép bác, em phải về xem chồng em nó thế nào. Chứ không có sảnh em ra, nó lại đi uống rượu uống chè thì chết. Thế thôi cô đi về đi. Vâng nhá. Nói chung là ấy, chồng mình phải giữ. Đúng rồi. Có không giữ, mất đừng tìm. Thôi đi về. Vâng, em xin phép nhá. Biết là mình về lẩn đi chỗ khác thế là tốt. Không có nhà. Không có nhà thì mình không việc gì phải sợ cả. Này. Không có mùi gì. Không có mùi gì. Không còn gì vướng bận trên người nữa. Để xem hôm nay bắt bí cái gì nào. Ôi dồi ôi, mình vẫn nhớ cái đấm vào mắt này lắm. Để xem hôm nay còn đấm được nữa hay không. Vẫn đấm được. Ôi dồi ôi. Mình đây à? Tôi đây. Thế ông vừa đi đâu về đấy? Tôi tưởng mình đi đâu không ở nhà. Tôi đang hỏi ông ấy là ông vừa đi đâu về. Thì mời mình ngồi. Ông đi đâu? Thì như tôi đã nói với mình đấy, Tết nhất thì mùng 1 Tết cha, mùng 2 Tết mẹ, mùng 3 bạn bè, mùng 4 hội hè. Thế ông quên mất cái lời ông nói với tôi hôm nọ gì à? Lời gì? Ông bảo là một năm có 365 ngày thì ông chỉ xin tôi có 3 ngày thôi. Thì hôm nay là sang ngày thứ mấy rồi? Thì tôi vẫn thực hiện đúng theo những cái câu tôi xin với mình. Là tôi xin có 3 ngày thôi. Là 3 ngày uống rượu. Chứ còn hôm nay là ngày thứ tư, là ngày hội, ngày hè. Lẽ ra là phải chén lên chén xuống. Thế nhưng mà hôm nay tôi chỉ bình thơ. À, ông bình thơ mà như kiểu như hôm nọ gì? Kìa con gà trống hoa mơ, mải mê đạp mái, bạc phơ cả đầu. Bạc đầu thì có sao đâu. Giơ cái tay lên. Kìa mình. Giơ chân lên. Giơ nữa cả cái chân kia lên. Ôi dồi ôi, giơ nốt cả chân kia lên thì lại đứng bằng chân nào. Mà tôi nói thật với mình nhá, tôi thì tôi chỉ có một mình thôi. Người ta đạp ở đâu thì tôi không biết. Chứ tôi là chỉ đạp gà nhà thôi. Chứ gà ngoài có nhờ cũng chịu. Chịu. Đứng yên đấy để cho tôi kiểm tra nhá. Ông nghĩ là hôm nay tôi không kiểm tra đúng không? Đúng không? Ông tưởng là tôi đã kiểm tra rồi, tôi không kiểm tra nữa đúng không? Nhầm nha. Có làm gì đâu mà phải kiểm tra đấy. Kiểm tra đấy. Này. Hôm nay lại có cái môn ngửi à? Làm gì có mùi gì? Yên. Làm gì có mùi gì? Ấy rồi. Sao đấy mình? Sao đây? Ây rồi. Cái gì đây? Sợi tóc này của ai? Ôi dồi. Của ai? Sao lại có sợi này trên đầu tôi? Ông trả lời tôi ngay. Cái sợi tóc này của ai? Ngắn ngắn thế này là của tôi. Của ông mà nó lại cong thế này à? Ôi dồi ơi. Ôi dồi ơi. Ông sống với tôi như thế à? Ông giải thích đi. Ông đỡ đối xử với tôi như thế à? Mình ơi. Mình ơi cái gì? Mình ơi, sao cứ xung quanh tôi toàn bóng tối với cả sao thế này mình ơi? Thế vẫn là còn nhẹ nhá. Tôi nói cho ông biết. Ông giải thích đi. Hôm nọ cái tóc dài ấy, thì ông bảo là của tôi thì đã đành. Nhưng hôm nay cái tóc ngắn. Cái tóc ngắn mà lại cong như thế là của ai? Ôi dồi ôi, tôi chỉ có vịnh thơ thôi. Làm sao tôi biết sợi đấy nó bay ở đâu vào? Ôi, mình lại ơi, còn chối à? Lại còn chối đúng không? Ông còn chối đúng không? Tôi nói cho ông biết nhá, ông cứ... Ôi, mình ơi, tôi xin mình ơi, mình tha cho tôi. Ôi dồi ôi. Cái gì? Rồi đấy. Ôi ơi, mình đã phá thật. Ôi ôi, vào thật rồi. Ôi ôi ôi, tôi xin mình. Làm sao tôi biết được mình ơi? Cái tóc ấy là của ai? Ôi ôi ôi. Dạn đòn quá nhà, dạn đòn quá. Con nhà người ta đánh thì biết sợ, nhưng mà ông như càng đánh bây giờ lại càng dạn đòn. Không sợ rồi phải không? Đứng dậy. Đứng dậy. Nói như thế nào? Mình ơi. Tại sao tôi bảo tôi không cho đi vẫn đi? Mình ơi, mình cũng phải thông cảm. Đầu xuân thì cũng phải đến các trưởng họ rồi có ly chúc mừng. Mà tôi nói thật nhá, mình tưởng tôi sung sướng lắm đấy à? Hả? Vác cái bộ dạng này đi mà đầu xuân năm mới tôi cũng thấy nhục lắm chứ. Đến đâu người ta cũng hỏi là mặt làm sao thế kia. Tôi lại có dám khai thật đâu. Tôi chỉ dám nói rằng là tôi trượt chân, đập mặt vào cột đấy chứ. Khổ. Khổ lắm. Quá khổ. Nhục lắm chứ. Mình ơi, hay là mình cho tôi mời thầy về. Tôi lập đàn, tôi kêu nhờ thầy giải hạn, dâng sao giải hạn. Chứ năm nay tôi sao Thái Bạch, người ta bảo là mất sạch đấy. Đúng là mất từ đầu năm đến giờ, toàn hạn đổ vào đầu thôi mà hạn nặng mình ạ. Thôi hạn cái nỗi gì hả? Ông không cần phải làm lễ, bởi vì thánh nào chứng cho cái tội tòm tem hả? Bên trên nào phù cho cái tội tòm tem. Rồi ôi mình ơi, mình cứ đổ tiếng ác cho tôi. Chứ nào tôi có được tòm tem cái nào à, tôi chỉ toàn đạp gà nhà tôi chứ dám mơ nào gà ngoài đâu. Nếu như mà được đạp ấy thì tòm tem thì nó đã đỡ. Đằng này có được miếng nào đâu. Không nói nhiều nữa nha. Giơ tay lên cho tôi kiểm tra. Ôi dồi ôi, mình ơi, thôi hôm nay mình không phải kiểm tra nữa đâu. Hôm nay tôi đi việc của họ. Có thằng Nô nó đi cùng, đi đâu đến nhà ai thì mình biết rồi. Cần tắc vô áy náy nhá. Kể cả là họ, ông tụt tạt một tí ông rẽ vào đâu mà đấy làm sao ai biết hả? Ôi dồi ôi. Giơ tay lên. Làm gì có gì đâu. Rồi ôi. Không có gì à? Không có gì. Ôi ôi ôi. Tôi không thể tưởng tượng được nhá. Tôi không thể có ngờ là con người của ông nó đến mức độ như thế nhá. Ôi rồi ôi, tôi có làm gì nên tội đâu. Hôm đầu tiên thì mình ghen với con tóc dài. Ôi rồi ôi. Hôm sau thì mình ghen với con tóc ngắn. Hôm nay thì không có tóc thì mình có ghen làm thế nào? Thì tại sao ngày hôm nay lại đi quen cái con chọc đầu hả? Ông nói ngay. Rồi ôi. Chọc đầu. Ôi ôi. Lấy phải vợ ghen. Không tòm tem thì lỗ mũi vẫn cứ ăn dầu. Ôi rồi ôi. Lấy phải vợ ghen nó khổ thế. Lại thúc vào thận rồi. Ôi rồi, lại có chuyện gì à? Có chuyện gì thế? Ôi, bác Mùi ơi, bác có thấy chồng em không ạ? Ôi trời chết thế. Đêm hôm thế này lại tự dưng lại bảo tôi thấy chồng cô thì cũng mà. Tại làm sao? Ngồi xuống đây. Có chuyện gì kể tôi nghe xem nào. Khổ thân em không có chứ. Sao? Trời ơi, suốt ngày phải đi tìm chồng tôi bác ạ. Hôm qua chồng em đi ăn nhậu. Ăn nhậu kiểu gì đến giờ này còn chưa về. Em tìm khắp làng trên ngõ dưới rồi. Không biết là đang giúp ở đâu nữa rồi bác ạ. Đi ăn nhậu mà từ đêm hôm qua. Cũng lạ nhở. Ăn nhậu nó phải có giờ chứ lị. Thế cơ. Nằm nhưng mà thôi, cô cũng đừng có nghi ngờ quá. Nhưng biết đâu mà chú đi ăn nhậu thật thì sao? Say sưa ở đâu đấy rồi chưa về thì sao? Bác ơi, không tin được đàn ông đâu. Lúc mà người ta chưa có rượu ấy thì người ta rất là bình thường, nhưng khi mà cái con men rượu nó vào người mình rồi ấy, trở thành con người khác đấy bác ạ. Đấy, hôm trước cô cũng bảo tôi thế đấy, cô cũng nói tôi là như thế đấy. Tôi về á, tôi cũng nghi ngờ ông chồng nhà tôi. Cuối cùng ra cuối cùng có phải đâu, tôi là toàn nghĩ oan cho ông ấy cô ạ. Trời ơi bác ơi, em nói thế thì tức là em lo lắng cho bác, em muốn giúp bác. Chứ em hỏi bác này, em có ăn được ở nhà bác cái gì không ạ? Trời ơi, làm sao mà ăn được cái gì? Thế nhà bác có cho em được cái gì không ạ? Không. Thế em có uống được bụng nước nào nhà bác không ạ? Có đấy. Em uống lúc nào? Không, vừa rồi cô sang cô chẳng uống là gì. Mà cái nước tôi để thờ nhá, chưa lẽ bà ấy gì mà cô uống hết của tôi. Ôi trời ơi thì khổ. Thì em chỉ muốn uống cốc nước để xin lộc thôi mà. Lộc cái gì, người ta đã thắp hương đâu, thánh đã trứng đâu mà xin. Mà tôi nói này này, chồng cô á, một khi cô đã nghĩ như thế rồi thì cô cứ làm cái sợi dây buộc vào xong rồi dắt đi. Đi đâu mình dắt đi đấy. Ôi trời bác ơi, chồng em phải là chó đâu mà bác lại xui em làm cách đấy. Tại tôi thấy cô suốt ngày đi tìm chồng, họ ơi đủ nơi đủ chỗ. Thế là tốt hơn nhất là làm cái sợi dây cho nó chắc cô ạ. Thế làm sợi dây làm gì hả bác? Đi đấy, buộc vào, buộc sợ ông vào xong rồi đi đâu mình dắt theo. Bác này, bác nói thế nào ấy, chồng em không phải là chó đâu mà. Ai lại làm thế? Ai làm thế? Đấy thì tại vì tôi thấy cô nghi ngờ quá tôi mới nói thế thôi. Trời ơi. Mà này bác, gì? Thế chuyện nhà bác thế nào rồi? Ôi ở đấy thì tôi cũng nghe lời cô đấy. Vâng. Tôi về tôi cũng thử ông với các kiểu. Vâng. Thế rồi mà là một lần thì lấy về cái sợi tóc đấy. Vâng. Thế tôi sợi tóc dài, tôi dặn hỏi mãi, tôi đánh đập mãi. Vâng. Cuối cùng hóa ra đấy là sợi tóc của tôi. Vâng. Thế đợt vừa rồi đấy là tìm ra được cái sợi tóc ngắn mà lại cong như thế này. Ôi giời ơi, tôi lại đấm vào mũi tím mày tím mặt, coi như tra tấn các kiểu. Cuối cùng vẫn là gì? Hóa ra đấy là sợi tóc của ông ý. Ôi hóa ra là tôi toàn bị oan cho chồng tôi thôi. Nhưng mà bác ơi, em đã nói với bác rồi, đánh nhầm còn hơn bỏ sót, ghen nhầm còn hơn ghen sót nhá. Mà này em bảo, thế cái khoản kia thế nào? Khoản kia là khoản gì? Khoản ăn uống ấy. Ăn uống á? Vâng. Ôi dồi, ăn uống thì khỏe lắm. Ôi dồi, cày lắm, ngày bữa nào 3 bát 4 bát đều như chanh vắt. Ngày 3 4 bát cơ à? Ừ. Trời ơi, chết. Thế bác phải xem lại đi. Cái gì mà xem lại? Ôi trời ơi, em hỏi bác này, bác trai nhà bác làm gì mà mất sức, làm gì mà phải ăn nhiều đến thế? Bác trai nhà bác ngày ngày chỉ có ăn trên ngồi chốc. Có phải như thằng Nô đâu, nó cày ngày cày đêm, nó phải cày hết ruộng này sang thửa khác thì nó mới mất sức, mới cần phải ăn nhiều. Đây bác trai nhà bác làm gì mà mất sức đến thế? Cô nói ạ, tôi nghĩ cũng phải. Vấn đề này nhiều khi tôi phải suy nghĩ thêm này. Rõ ràng nhỉ, ông không làm gì thật. Vâng. Mà có ông ấy cũng sinh hoạt như tôi thôi. Đấy. Thế mà coi như là bữa nào cũng 3 bát đến 4 bát, quánh cứ sạch sẽ tinh tường với cô ạ. Mà trong khi đó em hỏi bác này, bây giờ ăn nhiều như thế, không đổ vào bác thì đổ đi đâu? Thì thế chứ lì. Rắc rối nhà. Không thể coi thường được đâu. Nói chung là thế này này, bây giờ là chị em mình ý phải thường xuyên bảo ban nhau. Vâng. Để mà tìm cách tháo gỡ. Đúng rồi ạ. Đúng không? Mình triệt để luôn. Không có thể để mà ngoi lên để cho mình cái sừng dài lên như này. Đúng được. Đúng rồi, không thì lại gì? Có không giữ, mất đừng tìm. Mà thôi bác ơi, em không muốn buôn với bác đâu. Em phải đi tìm chồng em đây. Cứ lo chồng bác rồi, chồng em ở đâu em không biết đây này. Ôi hết, lúc nào cũng tìm chồng đấy. Thôi em xin phép bác nhá. Về đi nhá. Vâng ạ. Ôi trời ơi, chồng ơi. Rõ khổ, đúng là mỗi cây, mỗi hoa, mỗi nhà, mỗi cảnh. Cứ làm cái sợi dây, xách vào, đi đâu dắt đi cho nó chắc. Nô ơi! Nô! Dạ! Lên bà Bảo đây! Dạ bẩm bà, có con đây ạ. Ông đâu? Dạ, thưa bà, ông với thầy Nô đi đâu rồi ý ạ? Tại sao ông lại đi với thầy Nô? Mà bà bảo con đi theo ông cơ mà. Tại mỗi lần con bảo con đi cùng ông không cho con đi, ông cho con mấy cái bát tôm vào mồm. Lần sau á, bà dặn những gì là phải nhớ nghe chưa? Vâng ạ. Cái cơm nước con chuẩn bị đến đâu rồi? Dạ, con chuẩn bị hết rồi ạ. Thôi bây giờ thế này, đi xuống ấy, lúc nào bà gọi thì mang cơm lên nghe không? Vâng ạ. Đi đi. Vâng ạ. Mình đã về rồi đấy à? Ôi mình đây à? Ôi dồi ôi. Hôm nay mình đi đâu đấy? Ôi dồi ôi, đau hết cả chân. Mình đi đâu mà lại đau chân? Ôi dồi ôi, còn đi đâu được nữa. Mình thừa biết là một ngày tôi phải đi bộ hàng bao nhiêu cây số, từ làng trên đến xóm dưới. Ôi dồi ôi. Mà này, giờ để biết là tôi về mà giờ này vẫn chưa cơm nước gì à? Cơm nước là tôi chuẩn bị đầy đủ rồi. Tôi chỉ chờ có mình về là tôi dọn cho mình ăn thôi. Ôi dồi ôi, dọn ngày thì đói quá. Nơi! Ôi dồi ôi, đói méo hết cả bụng rồi này. Mang cơm lên cho bà đi. Mà lần sau tôi về, mặt mình phải tươi như hoa để đón tôi về chứ. Cả ngày tôi làm vất vả, về chả hỏi được câu nào tử tế, lại hỏi là đi đâu về. Lúc nào mà tôi chả tươi. Mình... Nơi! Dạ, mang cơm lên. Đây. Ôi giời ơi. Ông mày bà xơi cơm ạ. À. Con để đây. Ôi, chào ôi. Này, tôi biết ngay mà. Thảo nào hôm nay đi về là thế bụng nó cứ nóng. Lại đói sớm hơn mọi hôm. Hóa ra là mình ở nhà thịt gà nấu xôi. Úi giời ơi, thịt gà hôm nay ấy, là bên nhà ông Mão có dỗ, tôi lấy phần để cho mình đấy. Nhà bên đây có dỗ à? Có dỗ. Chứ không phải là mình thịt gà nấu xôi cho tôi ăn à? À, hiểu rồi, hiểu rồi. Tức là mình đi ăn cỗ là mình đã ăn cỗ rồi, mình để phần xôi với gà cho tôi đúng không? Đúng rồi, tôi lấy về cho mình ăn đấy. Úi giời ơi, cảm ơn mình nhé. Liệu ăn hết được không? Ôi dồi ôi, này, đi đường xa cả ngày về chỗ này thêm chỗ nữa nhá. Mình cho tôi thêm cút rượu nữa, tôi oánh hết cả cái mâm này cho mình xem. Mời mình nhá. Ăn đi. Ôi dồi, ăn cái của nếp này nó tốt cho thận lắm, đỡ đau chân nhá. Ôi dồi ôi, mình hiểu tôi thế. Mình ăn đi. Úi dồi ôi. Ăn cái cẳng gà này vào nhá. Úi dồi ôi, khỏe chân khỏe tay lắm. Con gà trống nó cũng đạp mái khỏe, nó ăn chân này đấy. Ngon không? Ngon. Thế đã no chưa? Ngon. Thế thì mình ăn nữa nhá. Ôi ôi ôi. Ôi ôi mình ơi. Này. Sao tự nhiên tôi đang ăn mình đấm vào mắt tôi thế hả mình? Hả? Ôi trời ơi. Thích kêu à? Ôi trời ơi, trời đánh là tránh miếng ăn. Tại sao tôi đang ăn mình lại không tha cho tôi, mình lại đấm vào mắt tôi thế này hả? Ôi trời ơi. Nhưng mà phải ăn thì tôi mới biết là ông khỏe hay là ông yếu. Ôi trời ơi, khỏe hay yếu thì liên quan gì đến mà đấm. Tôi có muốn có khỏe thì tôi phải ăn thì mình có sức khỏe. Tại sao mình không để cho tôi ăn xong rồi hắn đấm? Ôi trời ơi, ông có phải ăn nhiều thì ông mới có sức khỏe đúng không? Đúng rồi. Thế tại sao ăn nhiều như thế? Bình thường ông ăn bao nhiêu bát? Bình thường ông ăn bao nhiêu bát? Ăn 2 bát. 2 bát. Một bát xôi này bằng 4 bát cơm. Ông ăn hết 1 bát xôi rồi, ông vẫn còn thèm thuồng. Vậy ông ăn khỏe như thế thì ông đổ đi đâu? Ông khỏe như thế ông đi đổ đi đâu? Bà nói tôi chả hiểu bà nói cái gì. Nhưng mà tôi hiểu được là bà tiếc tôi bắt xôi đúng không hả? Sao bà độc ác thế hả? Trước khi ăn tôi đã hỏi bà rồi, là nhà người ta có cỗ, bà sang bên đấy bà ăn cỗ, bà đã ăn xôi chưa? Ôi dồi, bà gật đầu bà bảo là bà ăn rồi. Thế nên tôi tin bà thì tôi mới ăn. Ôi dồi ôi, hóa ra bà là người tham lam độc ác. Chỉ vì có 1 bát xôi mà bà đấm vào mắt tôi nhá, bà nhớ nhá. Tôi không tiếc bát xôi, nhưng mà nhờ bát xôi đấy là tôi mới biết được cái bụng dạ của ông nhớ. Cái lòng dạ của ông sống với tôi như thế nào nhớ. Ông ăn khỏe này, ông ăn khỏe cho nó đẩy vào để ông đi phục vụ đứa khác. Ôi giời ơi, thế này thì có chịu được không? Ôi rồi phục vụ đứa nào? Ôi rồi, ôi rồi, sao mắt cả nhìn thấy cái gì như thế này? Mắt này, ai ơi, ôi rồi, ăn cho nó đẩy vào, xong rồi đi phục vụ đứa khác. Đẩy vào, xong rồi đi phục vụ đứa khác. Ôi rồi, mình ơi, cứu tôi. Ông đứng lại cho tôi. Cô Liễu đi lễ đi à? Bác Mùi, bác đi lễ đấy ạ? Em đi lễ cho tâm nó an ạ. Tôi cũng thế đấy, dạo này cứ thấy lòng nó không được vui nên cứ thỉnh thoảng phải vào lễ đấy. Vâng ạ, đúng rồi bác ạ. À, thế cái chuyện của chồng cô hôm nọ thì thế nào? À trời ơi, đấy khổ. Em cứ nghĩ oan cho chồng em thôi. Hôm đấy quả thật ấy, là chồng em đi uống rượu về, say quá, thế là ngã vào bụi chuối. Cũng may sao là ngã vào bụi chuối, chứ nếu mà ngã xuống ao thì chết. Hôm đấy tôi đã bảo ngay với cô mà, đừng có đa nghi quá. Đâu chú ấy đi nhậu rồi say sưa ở đâu ngủ ở đấy. Vâng ạ, đấy cũng tại em cơ. Thế chuyện nhà bác sao rồi? À, ông nhà tôi gì? Vâng, tôi kể cho mà nghe. Vâng, bác kể đi. Là y như lời cô nói. Ôi dồi ôi, vào bữa một cái thì ăn hùng hục luôn. Ăn 3-4 bát liền mà đánh sạch xanh xanh không còn một tí nào. Ôi dồi ôi, ăn 3-4 bát luôn. May cho bác có em chỉ đường dẫn lối. Không thì á, đầu bác lại mọc thêm cái sừng nó dài thêm mấy mm này này. Nhưng mà khổ ghê cơ. Đến lúc mà gặng hỏi và tìm hiểu ra thì tôi mới biết là gì. Cái ngày hôm đấy ấy, là ông ấy đi tát ao cùng với thằng Nô. Tát ao với thằng Nô á? Ừ. Ai bảo với bác thế? Thằng Nô nó bảo thế. Trời ơi bác ơi, bác tin ai? Bác lại tin cái thằng Nô. Em nói thật bác, có khi á bác bị bác trai với thằng Nô dắt mũi rồi đấy. Cô này, tôi là người chứ có phải là trâu bò đâu mà dắt mũi được. Trời ơi, bác này, em nói một bác phải hiểu 10 chứ lị. Người có ăn có học, biết chữ biết nghĩa, nói là phải hiểu ngay. Em hỏi bác nhá, thằng Nô chuyên đi theo hầu bác trai, đúng không? Ừ. Thế thì rõ ràng rồi, bác trai nói gì là nó phải nghe đấy. Bác ấy nói một, đố nó dám nói hai đấy. Cũng phải nhỉ. Có khi nào mà tôi lại bị dắt mũi không? Rồi, có khi nào cái gì. Đúng quá đi chứ. Thôi được rồi, đợt này tôi về nhá. Mà vào ăn cơm mà ăn khỏe thì tôi đấm cho vỡ mặt luôn. Ôi trời ơi, thế thì bác lại không được rồi. Làm sao thế? Bác phải biết ý, đàn ông là họ lắm chiêu lắm trò lắm. Hôm trước có phải bác đấm bác trai vì cái tội ăn nhiều đúng không? Đúng. Thế thì lần này nhá, em đảm bảo với bác nhá, bác trai nhá, có cho tiền cũng không dám ăn nhiều nữa nhá. Bác ấy sẽ ăn uống này, cơm no bò cưỡi, phè phỡn ở ngoài, về nhà không dám ăn nữa đâu. Có khi thế nhở? Rồi ôi, tôi chỉ cần nghe cô nói là tôi điên hết cả ruột gan tôi lên rồi đây này. Em cũng điên theo bác đây này. Đấy. Được rồi, lần này về nhá, chết với tôi. Đấy, thế nên là chị em mình cứ phải bảo ban nhau, không đến lúc á có không giữ, mất đừng tìm. Ôi trời, mà thôi, bác về nhà đi, để em vào em lễ. Cứ mãi lo chuyện chồng bác, em lại chẳng để ý gì đến chồng em cả. Thế thôi cô vào lễ đi, tôi đi về nhà nhá. Bác về bác nhá. Bà ơi, bán xong chưa để con dọn ạ? Đã ăn đâu mà dọn. Mà ông đâu? Dạ, thưa bà, thầy con dắt ông đi qua nhà ông Lang để chữa mắt rồi ạ. Sao nhà ông Lang để chữa mắt à? Đấm nhẹ thế mà không phải đi chữa mắt. Thôi được rồi, bây giờ cứ đi xuống dưới kia đi. Lúc nào mà bà gọi lên dọn thì lên nhá. Dạ. Đi qua thì thầy Lang chữa mắt rồi. Để về xem thế nào. Minh! Minh! Mình đã về rồi đấy à? Mình đấy à? Giờ này mà mình vẫn chưa ăn cơm, vẫn chờ tôi à? Em đợi cơm mình đấy. Mình vào ăn đi. Hôm nay nhá, em làm toàn những món mình thích thôi. Tôm rang này, sườn rán này. Mình có thích không? Tôi thích. Thế mình có uống rượu không, để em lấy rượu cho mình uống? Thôi mình ơi, thôi. Mình này, bảo sao hôm nay trời đổi gió mùa, mình lại làm những món tôi thích. chắc chắn là có chuyện gì phải không Mùi? Chuyện gì? Em làm để cho mình ăn, để cho mình có sức khỏe. Em sợ mình làm việc mệt đấy. Ôi dồi. Thì bây giờ mình ăn cơm, em sới cơm cho mình ăn nhá. Thôi mình để tôi tự lấy. Thôi mình cứ để em sới cho mình. Mọi khi tôi vẫn tự lấy mà. Để tôi tự lấy. Nào thế hôm nay mình ăn bao nhiêu nào? Tôi xin phép mình thì tôi chỉ ăn nửa bát thôi. Thế là ăn nửa bát thôi đúng không? Ừ, ăn nửa bát là vừa đủ. Ăn no quá nó lại ậm ạch bụng. Đúng rồi, là bởi vì là ăn phao câu ngoài kia no sôi chán chè rồi, đúng không? Lại đây này em bảo này, em cho mình ăn cái nữa này. Cái gì? Cái này ngon lắm. Cái gì đấy? Cái gì? Cái ôi ôi mình ơi. Mình ơi cái gì? Ôi ôi. Ông á, sao mình lại lấy đi mặt trời của tôi thế này à mình ơi. Mặt trời cái gì hả? Tôi nhá, cảnh báo ông một lần nữa nhá. Mặt trời này, mặt trời này. Mình ơi, mình cho tôi hỏi một câu thôi. Hỏi đi, câu gì? Tại sao hôm trước ấy tôi ăn bát xôi mình cũng đánh. Mình bảo là ăn khỏe quá cũng bị ăn đòn. Hôm nay tôi ăn con nửa bát cơm thôi để cho sức nó yếu đi thì mình cũng đánh là sao ạ mình? Tại vì ăn khỏe quá là để ra ngoài kia tống. Ông là cứ phải ông lấy độ nhá. Sao mà lấy độ, đi ra ngoài kia. Tôi xin mình. Ôi ôi có nhìn thấy cái gì đâu tối om om. Ôi tôi này. Đi ra đây. Ôi rồi ơi mình ơi. Ôi léo này này. Ôi vợ già này rồi ơi. Đấy. Lấy phải cô vợ hay ghen, rõ khổ. Thôi, kiếp này đành ở vậy. Ngon quá. Bác Mùi ơi. Tôi đây. Ôi trời ơi, bác Mùi. Sao? Thế nào rồi bác? Em ở bên nhà cứ nghe thấy ì sốt cả ruột. Ôi trời ơi, đúng là phải thử thì mới biết cô à. Vâng. Hóa ra nó no sôi chán chè, nó ăn các thứ ở ngoài đường chán rồi. Nó về nhà nó không muốn ăn gì nữa đâu. Đấy mà, em nói có sai đâu. May cho bác nhá, là em mách nước cho bác đấy. Không thì á, chắc là bây giờ có đứa đang ánh bụng ra đến mà bắt đèn ý. Theo tôi này, từ giày đi ý, chuyện nhà tôi ý, cô cũng đừng xen vào. Kệ gia đình nhà tôi tự giải quyết. Ôi trời ơi, bác hay nhở. Em thì có lòng giúp đỡ bác, mà bây giờ bác nỡ nặng lời với em như thế. Thế bây giờ em hỏi bác này, em có ăn được của nhà bác cái gì không? Thì tất nhiên là không rồi. Uống được mỗi cái ngụm nước lọc mà bây giờ bác nói em té tát như thế, mất hết cả quan điểm. Khổ quá, tôi có nói té tát gì đâu. Đây là tôi nói cái sự thật nó là như thế. Ơ mà này em bảo, hôm đầu tiên ấy thì là ăn nhiều. Đúng. Hôm nay thì là ăn no phè phỡn rồi, về không ăn được gì đúng không? Đúng. Em lạ gì mấy cái ông này. Rồi lắm yêu nhiều cái lắm. Thế à? Nói chung ấy là chị em mình cứ phải bảo vệ nhau, bảo ban nhau. Chứ có chồng thì phải giữ. Được rồi, cô để đấy. Tôi sẽ quan sát. Vâng. Tôi sẽ để ý kỹ hơn lần sau. Đúng rồi. Chị em mình cứ phải có không giữ, mất đừng tìm. Thôi, em sẽ hỏi han chuyện nhà bác thế thôi. Giờ em phải về đây. Ừ đi. Phải về trông chồng em. Không biết thế nào một lần bác ạ. Cô về nhá. Em xin phép bác nhá. Nô ơi. Dạ. Tí lấy thêm cho bà cút rượu nhá. Mình đã về rồi đấy à? Em đợi cơm mình đấy. Mình lại đợi cơm tôi à? Vâng, em đợi cơm mình đấy. Thế hôm nay mình đi làm thế nào? Mình có thấy mệt không? Hôm nay không đi làm. Không đi làm mà? Có đi làm cũng không mệt. À thế à? Thế mình ăn cơm nhá. Mình cứ để tôi. Mình để em, để em sới cho mình. Thế hôm nay mình định ăn mấy bát nào? Ăn 2 bát. Biết ngay mà. Rồi ơi, bây giờ lấy đánh bài ngửa luôn nhá. Đúng như lời cô Liễu cô ấy nói, không thừa không thiếu. Hai bác à, cái này mới là sinh ngươi này. Tại làm sao mà ăn uống cũng phải toan tính với vợ hả? Tại làm sao hả? Này, tôi cũng nói cho bà biết nhá, bà vừa vừa phai phải thôi nhá. Tôi ăn nhiều thì bà bảo là tôi ăn khỏe, rồi tôi đổ đi đâu không hết, thế tôi ăn ít đi một nửa bát thì bà bảo là gì? Ăn no, cơm no bò cưỡi ở bên ngoài rồi về nhà không đủ sức mà ăn, Đến bây giờ tôi ăn đủ 2 bát thì bà lại bảo là gì? Ăn mà cũng phải tính toán Này, tôi nói cho bà biết nhé, vợ chồng với nhau, yêu thương nhau thì phải tin tưởng nhau nhé. Còn đừng có nghe cái lời cô Liễu, cô Liều, cô Gió, cô Mưa gì, ngày ngày cô ấy thủ thỉ vào tai những cái lời đường mật, rồi là sinh nghi nhá, rồi là nghi ngờ chồng tòm tem với ông này, rồi là nghi ngờ chồng tòm tem với cả bà này, rồi tòm tem với bà kia nhá. Mà đến cái nước này rồi nhá, ngày hôm nay nhá, là tôi sang nhà cụ Lý, tôi nhờ cụ Lý là thảo cho tôi một cái văn tự nhá. Để làm gì? Là giả bà nhá, về bên nhà ngoại nhá. Từ giờ là tôi với bà không sống với nhau nữa. Mình ơi, em xin mình, em biết lỗi rồi. Mình ơi, em xin mình, mình tha cho em. Em chẳng qua là nghe cái cô Liễu ấy, cô ấy xui dại thôi. Em biết lỗi rồi, mình ơi, mình tha cho em. Tôi bảo này, sống là phải tin tưởng nhau, ngày ngày đầu gối tay ấp là phải tin nhau, chứ đừng nghe lời ong tiếng ve rồi về bày đặt mất lòng tin nhá. Rồi, thế bây giờ là chừa nhá. Dạ vâng, em chừa. Mà chừa là chừa như thế nào? Em sẽ không ghen tuông vớ vẩn nữa ạ. Vâng. Dạ, thế mình ngồi xuống đi, mình ngồi xuống, mình ăn cơm đi. Không phải thế, có phải là vui không? Rồi đấy, em biết rồi mà, khổ quá em biết lỗi rồi. Mình ăn cơm đi, mình ăn tôm mình thích như này. Rồi, mình ăn đi. Mình ơi, nói thật mình, hôm qua sang cụ Lý, cụ cũng mời ăn tôm, mà ăn tôm xong về tôi lại thấy đau lưng mình. Trời ơi, biết ngay mà, tại làm sao mà ăn tôm đau lưng? Trời ơi, đây vừa mới hứa không ghen dứt khỏi mồm xong, thế mà lại được lấy vợ ghen, khổ lắm.